bất chấp thất bại tại chiến trường Đại Việt, đế chế Nguyên Mông vẫn đang ở trong thời kỳ sung mãn nhất dưới sự cai trị của Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt. Trong thời kỳ này, đế chế Nguyên Mông của Hốt Tất Liệt đã thừa hưởng những thành tựu văn minh tiên tiến nhất từ những đế chế cũ Lạc Kim, Tống. Lãnh thổ Nguyên Mông rất rộng lớn bao gồm phần lớn lãnh thổ Trung Quốc, toàn bộ Mông Cổ, một phần miền Nam nước Nga ngày nay. Vương quốc Cao Ly sau nhiều lần cố gắng chiến đấu bảo vệ nền độc lập, cuối cùng cũng phải chấp nhận trở thành nước phụ thuộc của Nguyên Mông. Đồng thời, ngoài đế quốc nguyên mông của hốt tất liệt còn có các hãn quốc của người mông cổ lập nên tại các vùng đông dân giàu có ở khắp lục địa á âu tạo thành thế tựa lưng vào nhau giữa các hãn quốc mông cổ vì vậy nguyên mông hầu như không lo lắng đến việc bị xâm lược càng tập trung vào mưu đồ bành trướng lãnh thổ với khí thế đang lên nguyên chủ hốt tất liệt không thể nuốt trôi nỗi nhục bại trận ngay từ khi mà cuộc chiến tranh đẫm máu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc một cuộc chiến tranh mới đã manh nha thành hình khi thoát hoan đang phải vất vả tìm đường tháo chạy khỏi Đại Việt, tin tức bại trận đã được tướng Đường cổ đái chạy trạng báo về triều đình Nguyên Mông. Ngày 9 tháng 7 năm 1285, xa giá của hai vua Trần mới về lại Thăng Long, thì ngày 21 tháng 8 năm 1285, khu một viện nước Nguyên đã bàn việc Nam Trinh ngay trong năm 1285. Theo kế hoạch này, vào khoảng tháng 11 năm 1285, quân Nguyên sẽ tổ chức tập kết tại Đàm Châu, Hồ Nam lực lượng bao gồm tàn quân mới bại trận ở Đại Việt chạy về, lại phải áo lỗ xích điều động thêm quân Mông Cổ, các hành tỉnh Giang Hoài, Giang Tây, Kinh Hồ điều động thêm bộ binh người Hán, miền Bắc Trung Quốc và quân Tân Phụ, miền Nam Trung Quốc. Đạo quân mới sẽ vẫn nằm dưới quyền chỉ huy của Thoát Hoan và A Lý Hải Nha tiến đánh Đại Việt. Quân thần nước nguyên muốn nhân lúc quân dân Đại Việt chưa lại sức, sau quãng thời gian chiến đấu dài mà đánh bồi thêm một đòn mới. Tuy nhiên, quân ta dẫu có mệt mỏi nhưng vẫn còn khí thế mạnh mẽ của những người chiến thắng. Còn chính quân nguyên mới không đủ thời gian để phục hồi sức lực và tinh thần sau những tổn thất lớn. Hốt tất liệt dùng binh muốn san bằng nước ta, rốt cuộc không thắng được lại đâm ra thù hận nước ta. Bụng dạ của tên quốc chủ nước nguyên là như thế. Hốt tất liệt tuy rất nóng lòng báo thù, nhưng vẫn phải cân nhắc việc chuẩn bị. Đường cổ đái, tên tướng vừa trải qua những kinh hoàng ở chiến trường Đại Việt, thấu hiểu rõ quân tình của đám bại binh, đã tâu xin hốt tất liệt cho quân tướng vừa trở về từ Đại Việt được nghỉ ngơi dưỡng sức. Hốt tất liệt sau khi cân nhắc đã chấp nhận cho quân sĩ nghỉ ngơi, rời lại tiến độ cuộc xâm lược đến sang năm để chuẩn bị chu đáo hơn. Đồng thời, Nguyên Triều Sai hợp tán Nhi Hải Nha đi xứ Đại Việt, muốn lấy cớ đặt lại chức đặt lỗ hoa xích, chức quan đô hộ của Nguyên Mông, để dò thám tình hình và kiếm cớ gây sự. Triều Đình nhà trần tiếp xứ rồi tiễn về, không cho hợp tán Nhi Hải Nha nhậm chức. Sang năm 1286, để tập trung vào chiến trường Đại Việt, Nguyên Triều đã quyết định bãi bỏ kế hoạch chuẩn bị đánh Nhật Bản vẫn đang tiến hành gấp rút. Trước đó, Nguyên Mông đã hai lần ôm hận trước Nhật Bản, lần nào cũng bị bão biển làm tan tác hạm đội. Quân Nhật Bản cũng chuẩn bị các thành trì phòng thủ rất kỹ lưỡng và có quân đội mạnh nên thừa cơ hội được thần phong giúp sức, tổ chức tiêu diệt quân Nguyên. Hai lần xâm lược Nhật Bản bất thành, trước sau quân Nguyên bị tổn thất đến hơn 12 vạn nhân mạng và cùng một hạm thuyền khổng lồ. Đó cũng là những thất bại chua cay của đế chế Nguyên Mông cho tới thời điểm bấy giờ nhưng vẫn không sánh được với thất bại to lớn ở đại việt khi mà hàng chục vạn quân nguyên đã bỏ mạng đồng thời cũng không thể mở một cửa ngõ bành trướng xuống đông nam á như nguyên triều kỳ vọng hốt tất liệt bàn với quần thần nhật bản chưa từng xâm lấn ta nay giao chỉ xâm phạm biên giới nên gác việc nhật bản chuyên việc giao chỉ việc xâm phạm biên giới mà hốt tất liệt nói đến là chỉ việc quân ta truy kích thoát hoan đánh tràn qua châu tư minh của nước nguyên thực ra đây chỉ là một cái cớ của nguyên triều cái chính là chúng muốn nhanh chóng khai thông con đường bành trướng xuống phương Nam, đồng thời trả mối thù bại trận trước dân tộc ta mà thôi. Bộ khung tướng lĩnh xâm lược được định xong trong tháng 3 năm 1286. Thoát Hoan là thống soái đạo quân Viễn Trinh. Hầu hết các tướng chủ chốt là những tên đã quen thuộc với chiến trường Đại Việt. A Lý Hải Nha giữ chức hành trung thư tỉnh tà thừa tướng, đóng vai trò tham mưu chính cho Thoát Hoan. Các tướng chủ chốt là Áo Lỗ Xích, Ô Mã Nhi, Phản Tiếp, Diệp Hắc Mê Thất, A Lý Quỹ Thuận đường cổ đái. Sau A Lý Hải Nha bệnh chết, nên áo lỗ xích được chỉ định thay thế hắn phụ tá cho thoát hoan và chỉ huy luôn phần binh lực của A Lý Hải Nha. Lực lượng quân nguyên được điều động từ khắp nơi trong nước nguyên. Riêng các vùng phía nam nằm gần Đại Việt là Hồ Quảng, Chiết Giang, Giang Tây. Chiến thuyền được gấp rút đóng mới. Quân nguyên hẹn nhau tập kết tại Ung Châu, Liêm Châu vào cuối thu để tiến sang Đại Việt. Từ hướng Vân Nam, Giã Tiên Thiết Mục Nhi bấy giờ giữ chức Vân Nam vương cùng nạp tốc lạp đình cũng được lệnh điều binh sẵn sàng phối hợp với đại quân của Thoát Hoan. Đám hàng thần được hốt tất liệt dựng lên thành một triều đình bù nhìn để dễ bề dụ hàng quân dân nước ta. Trần Ích Tắc được vua Nguyên Phong làm An Nam Quốc Vương, Trần Tú Hoãn làm Phụ Nghĩa Công. Con trưởng Ích Tắc là Trần Bá Ý được phong An Phủ Sứ Lộ Đà Giang, em họ Tú Hoãn là Lại Ích Huy được làm An Phủ Sứ Lộ Nam Sách, Trần Văn Lộng được làm Tuyên Phủ Sứ Lộ Quy Hóa. Cả đám bù nhìn sẽ đi theo quân Nguyên vào nước ta. Nguyên Triều lại soạn một tờ kể tội vua Trần, dụ dỗ quân dân Đại Việt buôn giáo. Tờ chiếu như sau. Trước kia, vua nước các ngươi đã xưng thần, quy phục, hàng năm dâng cống, nhưng không thân vào chầu, nên khi chú y là Trần Di Ái sang chầu, ta ủy cho trông coi việc Đức An Nam thay y. Di Ái về nước thì bị giết. Đạt lỗ hoa xích là bột nhan thiếp mộc nhi sang thì không chịu nhận. Còn như quân ta đi đánh chiêm thành, lệnh phải giúp lương thì lại không chịu giúp. Vì thế, Trấn Nam Vương thoát hoan, hành tỉnh Bình Trương sự A Lý Hải Nha phải đem quân sang đánh. Trong khi giao chiến, hai bên đều giết hại lẫn nhau. Nay cận thần của nước các ngươi là bọn Trần Ích Tắc, Trần Tú Hoãn lo sợ nước bị sụp đổ, tuyệt diệt. Tai họa đến kẻ vô tội nên thường xuyên bảo vua các ngươi vào chầu, nhưng rốt cuộc vẫn không được nghe theo. Bọn ấy đã tự đến quy phục. Ta thương bọn này có lòng trung hiếu, đã đặt cách phong Trần Ích Tắc làm An Nam quốc vương, Trần Tú Hoãn làm phụ nghĩa công, để phụng tự họ Trần lại sai chấn nam vương thoát hoàn, bình trương sự áo lộ xích đem quân sang bình định nước các người những tội lỗi trước đây chỉ thuộc một bình y quân và dân không liên quan khi chiếu thư tới các ngươi nên trở về đồng ruộng yên ổn làm ăn vậy xuống chiếu để hiểu dụ văn ngôn trong tờ chiếu của nguyên là một đòn tâm lý chiến đánh vào nhân tâm nước ta người nguyên miệng nói toàn điều lễ nghĩa nhưng quân nguyên trước sau đi đến đâu là tàn sát cướp bóc đến đó quân dân đại việt hơn ai hết hiểu rõ dã tâm của quân xâm lược chúng ta sẽ thấy được trong cuộc chiến rằng những chiếu thư dụ dỗ như thế này không đem lại nhiều hiệu quả. Nhà Trần bấy giờ căn cơ đã vững, nhân dân một lòng với triều đình. Một vài lời xảo ngôn của quân xâm lược đâu dễ gì lung lạc được. Nhà Nguyên tính dùng cả triệu người đánh Đại Việt, dân Hán thì đã quá lầm than. Dân chúng kêu van, tứ dân bỏ nghiệp, người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch. Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng nay lại có việc đánh giao chỉ, điều động đến trăm vạn người, tiêu phí đến nghìn vàng, đó chẳng phải là việc để thương sĩ dân. Nguyên Mông chuẩn bị xâm lược trong bối cảnh khó khăn hơn lần xâm lược trước. Ở các vùng phía Nam nước Nguyên, việc lao dịch, bắt lính, vơ vét thuế má, lương thực đã khiến cho dân chúng nhiều nơi lâm vào cảnh khốn cùng, rủ nhau phất cờ khởi nghĩa. Quân đội nhà Nguyên Hùng mạnh, tạm thời vẫn làm chủ tình hình, nhưng việc này đã khiến cho quá trình chuẩn bị xâm lược Đại Việt gặp trở ngại lớn một số quan lại địa phương nước nguyên còn có lòng thương dân, liên tiếp tâu trình xin hốt tất liệt giãn tiến độ chuẩn bị. Khoảng tháng 7 năm 1285, tuyên úy Tỳ Hồ Nam đã dâng sớ xin hốt tất liệt hoãn bình. Hành tỉnh Hồ Quảng là tuyến kha, đem sớ vào chiều còn nói thêm, tỉnh tôi chấn giữ hơn 70 sở, luôn năm chinh chiến, quân sĩ tinh nhuệ đều mệt nhọc ở ngoài, kẻ còn lại đều ra yếu, mỗi thành ấp nhiều không quá 200 quân, trộm nghĩ rằng sợ kẻ gian dò xét được tình hình đó. Năm ngoái Bình Trương A Lý Hải Nha xuất trình, thu ba vạn thạch lương, dân còn kêu khổ. Nay lại thu gấp bội số đó, quan không có tích chữ, còn mua ở trong dân, trăm họ sẽ khốn khổ hôn xiết. Nên theo lời của tuyên úy ti, xin hoãn quân đánh phương Nam. Ngay trong triều đình Trung ương nước Nguyên, cũng có người không mong muốn việc khởi binh đánh Đại Việt. Lễ bộ thượng thư nước Nguyên là Lưu Tuyên Tâu, xin hốt tất liệt nên đàm phán với Đại Việt, tránh nạn binh đao. Luôn năm đánh Nhật Bản trăm họ sầu oán, quan phủ nhiễu nhương. Mùa xuân năm nay bãi binh, quân dân giang chết gieo mừng như sấm. An Nam là nước nhỏ, thần phục đã bao năm, tuế cống chưa từng sai hạn. Vì tướng ở biên sinh sự hưng binh, nên kẻ kia trốn tránh ra hải đảo, khiến cất đại quân đi mà không được công trạng gì, tướng sĩ lại bị thương tổn. Nay lại hạ lệnh đi đánh nữa, ai nghe thấy cũng lo sợ. Từ xưa giấy quân, tất phải theo thiên thời. Ở vùng Trung Nguyên đất bằng còn phải tránh giữa mùa hạ. Giao quảng là đất viêm trướng, khí độc hại người còn hơn là binh đao. Nay định tháng 7 họp các đạo quân ở Tĩnh Giang đến An Nam tất nhiều người mắc bệnh chết, lúc cần cấp gặp giặc biết lấy gì ứng phó. Ở giao chỉ lại không có lương, đường thủy khó đi, không có xe ngựa, châu bò chuyên trở thì không thể tránh được vận chuyển đường bộ. Một người phu gánh năm đấu gạo, đi về ăn hết một đửa, còn quan quân được một đửa. Nếu có 10 vạn thạch lương, dùng 40 vạn người cũng chỉ có thể có lương cho quân một, hai, tháng chuyên trở, đóng thuyền, phục dịch việc quân phải dùng từ 5 đến 60 vạn người. Quảng Tây, Hồ Nam điều động nhiều lần, dân ly tán nhiều, lệnh cho cung dịch cũng không thể làm được. Huống chi Hồ Quảng rất gần khe động, trộm cướp thường nhiều, ngộ nhỡ kẻ gian dò được, chờ đại quân một khi đi khỏi, thừa lúc bỏ không mà gây biến. Tuy có quân mã lưu lại nhưng là người già yếu mệt nhọc, khó bề ứng biến. Sao không cùng người hiểu biết sự thể trong quan quân bên kia, mà bàn bạc phương lực vạn toàn, nếu không thì sẽ dẫm vào vết xe cũ. Những lời can gián của Lưu Tuyên rất thấu tình đạt lý. Không chỉ viên quan này nghĩ cho nhân dân hai nước, mà thực sự lợi ích của Nguyên Triều cũng được y phân tích rất chính xác. Bấy giờ miền Nam nước Nguyên dân tỉnh đã quá cơ cực, những hào kiệt chỉ trực chờ cơ hội để nổi dậy. Việc trọng đại của nước Nguyên bấy giờ là tạo phúc cho dân, thu phục lòng dân để có được căn cơ vững chắc. Hòa bình với Đại Việt sẽ giúp cho đôi bên cùng thắng. Hốt tất liệt dù rất đóng lòng tiến hành Nam Trinh, vẫn không thể bất chấp tất cả. Mặc dù không có lòng chắc ẩn thương dân đi chăng nữa, thì vua Nguyên cũng không thể không xét đến những nguy cơ. Bởi vậy, Hốt Tất Liệt sau khi suy xét đã một lần nữa hạ lệnh tạm hoãn việc xuất quân. Gươm đã tuốt khỏi vỏ lại phải tạm cắt đi. Nhưng Hốt Tất Liệt hẳn là không nghĩ giống như Lưu Tuyên. Tham vọng bành trướng và lòng hận thù của hắn vẫn còn đó. Khi mà khó khăn trong nước tạm thời dịu xuống, công cuộc chuẩn bị cho việc xâm lược Đại Việt lại được tiến hành mạnh mẽ. Việc chuẩn bị càng rời tiến độ, thì binh lực của đạo quân xâm lược càng to lớn hơn. Cuối năm 1286, ngựa chiến được cấp thêm cho thoát hoàn. Trinh giao chỉ hành tỉnh được lập ra, giao cho a Bát Sích làm hữu thừa. Tháng riêng năm 1287, hốt Tất liệt hạ lệnh điều động thêm quân lính. Gồm có 1.000 quân tân phụ, người nam tống cũ, 7 vạn quân mông cổ và quân hán, người nước kim cũ, 6.000 quân vân nam, người nước đại lý cũ, 15.000 quân người lê, đảo hải nam cùng với một số quân người Choang, người Âu Việt ở Quảng Tây. Số quân tăng thêm này cộng với những quân lính đã điều động từ trước và tàn quân của lần xâm lược trước chạy về, gộp chung toàn bộ đạo quân nguyên xâm lược nước Đại Việt lần này là 30 vạn quân. Một số tướng lĩnh cũng được tăng cường thêm dưới quyền thoát hoan là Ái Lỗ, Tích Đồ Nhi, Trương Ngọc, Lưu Khuê. Rút kinh nghiệm từ thất bại lần trước, quân nguyên trang bị hai hạm thuyền lớn. Hạm đội tải lương dưới quyền của Trương Văn Hổ, trở theo 17 vạn thạch lương, có sách chép 70 vạn để giúp đảm bảo hậu cần cho quân nguyên, giảm bớt sự lệ thuộc vào việc tải lương đường bộ vốn rất khó khăn và tốn nhiều nhân lực. Hạm đội chiến đấu gồm có cả thảy hơn 600 chiến thuyền, dưới quyền tổng chỉ huy của Âu Mã Nhi, với hàng vạn thủy quân tinh nhuệ nhất của nước nguyên, là những sắc quân người lê đảo Hải Nam, quân tân phụ miền Giang Nam. Hạm đội của Âu Mã Nhi có nhiệm vụ đánh mở đường và hộ tống đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, đồng thời sẽ là một lực lượng quan trọng để phá tan ưu thế thủy chiến của quân Đại Việt. Cuối thu năm 1287, quân Nguyên đã tập kết thành ba khối quân. Khối đại quân do Thoát Hoan trực tiếp chỉ huy tập kết tại Quảng Tây. Khối quân ở Vân Nam dưới quyền tổng chỉ huy của Ái Lỗ là khối quân phối hợp. Khối thủy quân Nguyên dưới quyền của Ô Mã Nhi, Trương Văn Hổ tập kết ở Khâm Châu, sẵn sàng vượt biển tiến vào Đại Việt. Lần xâm lược này, quân Nguyên có tổng quân số ít hơn lần trước nhưng đặc biệt nguy hiểm, là thủy quân của chúng được tăng cường mạnh mẽ hơn rõ rệt. Trong lần xâm lược trước Quân Nguyên cực mạnh về kỵ bộ nhưng cách điều quân của Đại Việt đã khiến cho nhiều lực lượng kỵ bộ của quân Nguyên trở thành người thừa. Trái lại, thủy quân tinh nhuệ là lực lượng mà quân Nguyên trong lần xâm lược năm 1285 rất cần nhưng lại thiếu thốn. Lần này, sức mạnh quân Nguyên cân đối hơn giữa thủy và bộ, lại chú trọng hậu cần hơn trước. Dù binh lực thủy bộ đều rất hùng hậu, Nguyên chủ Hốt Tất Liệt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Gần sát ngày tiến quân, Hốt Tất Liệt ra chỉ dụ căn dặn các tướng không được cho giao chỉ là nước nhỏ mà khinh thường. Đầu năm 1286, vua Trần đã lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân nguyên về nước. Tuy nhiên, sự nhún nhường, thân thiện của triều đình Đại Việt cũng không đủ dập tắt được họa chiến tranh do tham vọng và lòng hận thù của Nguyên Mông quá lớn. Sau hồi binh lửa, quân Nguyên bại trận, thay phơi đẩy nội đã đành, quân dân Đại Việt là bên chiến thắng cũng không tránh khỏi nhiều tăng thương. Giặc đi đến đâu là xóm làng sơ xác đến đó. Quân dân ta vừa thắng trận, vết thương chiến tranh chưa kịp lành đã phải chuẩn bị bước vào một cuộc chiến tranh vệ quốc mới, trước đế chế hùng mạnh nhất thế giới thời bấy giờ. Giữa năm 1285, quan quân dứt vua Trần Nhân Tông và Thượng Hoàng Trần Thánh Tông về lại kinh thành Thăng Long, chăm họ trở về quê nhà sau những ngày tránh giặc và chiến đấu bên cạnh quân đội triều đình. Một trong những việc quan trọng đầu tiên mà vua Trần thực hiện là xét thưởng công trạng cho những người có công lao trong cuộc chiến, xử tội những kẻ hèn nhát hàng giặc. Vua thương chăm họ vừa chịu khổ chiến tranh, xuống chiếu đại xá cho cả nước. Cuối năm 1285, vua Trần Nhân Tông lại chiếu cho cả nước định lại hộ khẩu, muốn qua đó thống kê lại sổ sách về thuế má, dân đình. Triều thần sợ việc này sẽ gây ra nhũng nhiễu cho dân, đồng loạt can vua, dân đương lao khổ, mà định số nhân khẩu, không phải là việc cấp. Vua đáp lời, chỉ có thể định hộ khẩu vào lúc này. Chẳng nên qua đó mà xem xét sự hao hụt, điều tàn của dân ta hay sao? triều thần nghe vua nói thế đều khen là phải. Khắp nơi trong nước nhộn nhịp việc định lại nhân khẩu. Về việc này, sử ra các đời có nhiều ý kiến trái chiều. Mặt lợi là giúp hệ thống cai trị được tổ chức lại chặt chẽ hơn. Sau những xáo trộn do chiến tranh, giúp cho triều đình dễ dàng nắm rõ và huy động các tiềm lực trong dân. Mặt hại là bởi thời kỳ này việc hành chính còn phức tạp, mà định lại nhân khẩu cho cả nước là việc lớn, do đó sinh ra nhiều sự phiền phức trong dân. Tuy nhiên qua những diễn biến thời bấy giờ, cho thấy mọi việc đang diễn ra khá suôn sẻ. Dân phiêu tán đã bắt đầu trở lại làng quê cày cấy. Các hải cảng đã sầm uất trở lại. Từ đống cho tàn của chiến tranh, quân dân ta gấp rút xây dựng lại đất nước. Tù binh bắt được trong cuộc chiến rất nhiều. Trong quân của Toa Đô có những tù binh người chiêm thành đã quy hàng và chiến đấu cùng quân nguyên. Vua Trần lệnh bắt những người này đem trả về cho vua chiêm thành xét xử, thể hiện thiện trí giữa hai nước. Đối với Nguyên Mông, triều đình Đại Việt thể hiện thái độ hết sức mềm mỏng để tìm kiếm hòa bình lâu dài. Vừa dứt chiến tranh không lâu, sứ bộ Đại Việt đã sang nguyên tặng cống phẩm, đưa biểu tạ tội. Yêu sách của nguyên triều vẫn là đòi đặt trước đặt lỗ hoa xích, thiết lập nền đô hộ trên nước Đại Việt. Để bảo vệ nền độc lập, triều đình nước ta đã phải từ chối yêu sách này. Sứ nguyên về rồi, tin tức do thám liên tục báo về rằng nguyên triều đang giao giết sửa soạn quân đội ở các vùng phía nam. Vua Trần Nhân Tông biết chuyện chẳng lành, đoán rằng giặc sẽ tiến sang trong nay mai. Vua cho triệu hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn đến hỏi, năm nay quân nguyên tất lại sang, chưa biết tình thế chúng thế nào. Hưng đạo vương đáp rằng, nước ta thái bình lâu ngày, dân không biết việc binh. Cho nên, năm trước quân nguyên vào cướp, thì có kẻ đầu hàng trốn chạy. Nhờ uy tín của tổ tông và thần võ của bệ hạ, nên quét sạch được bụi hồ. Nay nếu nó lại sang thì quân ta đã quen việc chiến trận, mà quân nó thì sợ phải đi xa. Và lại, chúng còn nơm lấp cái thất bại của hàng, quán, không còn trí chiến đấu. Theo như thần thấy, phá được chúng là điều chắc chắn.